bụi chè đường hoa, hái rất là nhanh. Xin chào mọi người nhé, rất vui mừng chào đón các bạn đã đến với kênh YouTube Đặng Vân Trường Vlog. Các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký để mình có thêm động lực nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu ngày hội chè đường hoa tại Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cho các bạn xem. Đây là các đội thi hái chè. Đội Quảng Thịnh này, đây là đội Đường Hoa này, một cô ca sĩ Nghiệp Dư này, với trang phục dân tộc đang tạo dáng để cho các nhà báo, nhà quay phim đang chụp ảnh này. Đội của xã Quảng Thịnh này. Thành quả là cái rổ chè đang hái để trước mặt này. Trong cái ngày hội chè đường hoa thì rất nhiều xã cùng tham gia tổ chức. Đây là cái gian trưng bày của xã Quảng Sơn này, gồm có các cô gái dân tộc mặc đúng trang phục của mình. Các sản phẩm của họ là lá tắm đè xã Quảng Sơn này, rồi quế này, họ bày bán ở đây. Mỗi một xã có một cái gian hàng bày bán. Đây là chuối hột này, chuối rừng của xã Quảng Sơn này. Còn đây là cái gian hàng của xã Quảng Phong này, của họ gồm có ổi vườn này, trứng vịt biển này, và nước đóng chai tinh khiết này. Đội Quảng Sơn đang tươi cười khi trang phục trang điểm cho nhau này. Đến với đội Quảng Sơn, chúng ta thấy là chủ chốt là người giao thanh phán này, và có một số người giao thanh y nữa. Đây là chè hoa vàng của doanh nghiệp Quy Hoa, cũng rất là nổi tiếng trên địa bàn của huyện. Giá trị của chè này rất là cao. Đây là toàn bộ cái gian hàng của doanh nghiệp Quy Hoa. Thời tiết hôm nay có vẻ mưa, sụt sùi. Tiếp theo là một cái gian hàng của một cái doanh nghiệp nào đó trong huyện này, chưa thấy tên. Họ bày bán cả mật ong nuôi này, trứng vịt này, rồi thành găng này, ăn rất là mát. Đây là gian hàng của xã Quảng Thịnh này, đang tiếp tục trang trí trưng bày, mọi người đang trưng bày. Rất là nhộn nhịp, khẩn trương. Gian hàng của họ còn có cả sim rừng này, rất là tươi, sim mới được hái, được trưng bày. Gian hàng này có cả gạo này, G02 này, thăng long đỏ này, nhãn đây này, và cả chuối, quả rất là to và đều. Đây gian hàng của doanh nghiệp Xuân Thế này, đây là bánh trung thu này.
các loại bánh trung thu, bánh dẻo, bánh nướng này để trưng bày này, các loại bánh ăn hỏi này. Ở đây có một cái gian hàng bày cả chè cành này. Chè cành thì giá trị cũng rất là cao, uống rất là thơm. Đây nó cũng thuộc gian hàng của Xuân Thế này. Chúng ta lại thấy tiếp tục có bánh dẻo, bánh nướng này, bánh chưng này, ngô, đỗ, măng này, gạo bao thai, khoai lang này, cả đỗ đen này, lạc, ngô nữa này, đậu đen xanh lòng này. Đấy, rất nhiều sản phẩm, các loại bánh đa này, kiwi, lạc đóng gói này. Còn đây là gian hàng của ngân hàng nông nghiệp Agribank này, rất là sôi động này, một ngân hàng lớn ở trong huyện này, ngân hàng nhà nước. Đây một gian hàng là các mọi người đang hướng dẫn cách pha trà này. Tiếp theo một gian hàng có nhiều đoàn thanh niên này, thấy có bày trà sữa này, ổi này, rất nhiều các sản phẩm khác. Đây nếu không nhầm đây là gian hàng của xã Quảng Thành, cũng rất nhiều sản phẩm. Các khách hàng đang thử cách pha trà, bày bàn trà nhé. Đây là đội hái chè của xã Quảng Thịnh, đang tạo dáng cho các phóng viên đài Quảng Ninh chụp ảnh. Đây là gian hàng của xã Quảng Thịnh, cũng bày rất là nhiều chè cành, hoa thanh long, bàn chè, có cả sim, thanh long, ổi. Mọi người đang ăn kẹo lạc uống chè rất là vui vẻ. Ăn kẹo lạc uống chè thì đúng vị rồi. Đang pha chè, chuẩn bị mời các khách uống chè. Gian hàng Quảng Thành vẫn đang bày chè ra bán, giới thiệu. Các sản phẩm nói chung là cũng đa dạng. Phóng viên tiếp tục tác nghiệp, chụp các cái ảnh các góc độ khác nhau để có những cái khung hình đẹp. Đây vẫn là gian hàng của xã Quảng Thịnh, trang trí rất là nhiều màu sắc, nhiều hoa. Gian hàng của Quy Hoa ở Xuân Thế. Tiếp tục quay về với xã Quảng Sơn, gồm rất nhiều đồ rừng nhé. Đây là xã Đường Hoa, cũng rất nhiều sản phẩm. Và bây giờ chúng ta quay lại với cuộc thi hái chè. Ban tổ chức đang hướng dẫn các thí sinh vào cuộc thi. Và cuộc thi bắt đầu. Đây là xã Quảng Thành, rất nhanh tay. Đây là đội xã Quảng Thịnh này, cũng rất là khẩn trương. Quy định của ban tổ chức là mỗi một búp chè là 3 lá một tôm gì đó. Đấy, hái đúng, hái đủ. Và không được bỏ sót khi đi qua các cái luống chè. Hái đến đâu gọn gàng, sạch sẽ đến đấy.
Sau khi hái xong sản phẩm đem về cân tươi, sau đó sao chè khô và cân khô. Sau đó các cái trọng tài ban tổ chức sẽ xác định các cái giải nhất, nhì, ba của các đội. Ban tổ chức đang chỉ đạo, đang hướng dẫn mọi người đứng ra khỏi khu vực của các thí sinh đang thi. Đây là chúng ta thấy đội Quảng Thịnh và đội Quảng Thành. Quảng Thành bên phải, Quảng Thịnh bên trái đang khẩn trương hái. Các giám khảo cũng đang đứng xung quanh để kiểm tra giám sát. Đây là đội áo xanh xanh Quảng Phong, trên cái áo vàng là Đường Hoa. Áo đỏ kia là Quảng Chính. Các thí sinh vẫn đang chăm chỉ hái chè. Các phóng viên vẫn tiếp tục tác nghiệp. Theo tôi quan sát, có cả phóng viên của đài truyền hình Trung ương đi biển xanh 80B. Phóng viên đang quay phim, chắc là đài truyền hình Trung ương này, rất là chăm chú. Đội Quảng Thịnh vẫn tiếp tục hái rất là nhanh và không bỏ sót chè. Các chị hái rất là nhanh. Đội Quảng Thành hái cũng tương đối quyết tâm, không để bỏ sót. Kia có một cô phóng viên cấp huyện đang quay phim chụp ảnh. Đội Quảng Thịnh cũng tiếp tục khẩn trương hái. Rất là khẩn trương, nhanh thoăn thoắt. Đây là toàn bộ quang cảnh của cái khu vực các thí sinh đang hái chè. Thấy rất nhiều phóng viên các đài báo đang quay phim chụp ảnh tác nghiệp. Có cả báo trong tỉnh, báo đài của Trung ương, của trong huyện và của các YouTuber nghiệp dư cũng đang quay và săn những hình ảnh rất là đẹp. Đấy. Lễ hội diễn ra trong khoảng một ngày, gồm các cái nhiều trò chơi khác nhau, có thi đấu bóng chuyền, thể thao nam nữ, có bắt vịt, bịt mắt bắt vịt, có đập niêu, có đạp xe, rất nhiều trò chơi khác nhau. Lễ hội chè Đường Hoa diễn ra trong khoảng một ngày, có những chương trình ca nhạc rất là đặc sắc vào buổi sáng, buổi khai mạc và buổi tối kết thúc. Trong cái lễ hội chè Đường Hoa này, đúng từ khi thành lập công ty chè này cho đến ngày hôm nay tổ chức lễ hội là đúng 42 năm. Rất nhiều thế hệ công nhân đây vui vẻ và phấn khởi đón chào cái ngày lễ hội này. Trong cái lễ hội này cũng vinh danh và ca ngợi lại những thế hệ cán bộ công nhân viên, ban giám đốc thì cũng như là các cái phòng ban, thì tất cả các công nhân trong công ty chè Đường Hoa này, một thế hệ rất là cao tuổi, rồi đến những thế hệ trẻ sau này. Buổi lễ đã
hội đã khép lại trong rất là niềm hân hoan của tất cả mọi người, toàn thể các cán bộ công nhân viên cũng như là người dân trên địa bàn của huyện. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.